Sáu dấu hiệu vợ chồng đến với nhau từ kiếp trước, muốn tránh cũng không được. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Nếu có ba trong sáu dấu hiệu này, thì ắt hẳn vợ chồng bạn là duyên lành từ kiếp trước, muốn tránh cũng không được. Nhân sinh có luân hồi chuyển kiếp, vợ chồng đến với nhau cũng là cái duyên cái nợ. Đây là những dấu hiệu hai người đã có tiền duyên, số thành vợ chồng, dù có trốn cũng không được. Nhưng duyên tiền định cũng chính là từ luân hồi chuyển kiếp mà thành. Có không ít trường hợp từ thực tế mà con người kể lại vanh vách những chuyện xảy ra ở kiếp trước và khiến các nhà khoa học không thể đưa ra lời giải đáp. Như vậy, dù chưa thể khẳng định sự tồn tại của kiếp trước, nhưng khoa học cũng không phủ nhận mà nghiêm túc nghiên cứu chúng như một hiện tượng siêu nhiên. Bởi vậy, ông bà mới có câu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, là vợ chồng hẳn là đã có tiền duyên từ trước đấy quý vị ạ. Nếu quý vị vẫn không tin vào nhân duyên tiền định thì hãy lắng nghe video sau đây rồi kiểm nghiệm xem có đúng không nhé. Dấu hiệu thứ nhất, ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Không cần biết là cảm mến hay ganh ghét nhau, nhưng lần đầu gặp gỡ đã có ấn tượng mạnh mẽ và ghi nhớ nhau chính là một dấu hiệu rõ ràng của mối nhân duyên đặc biệt giữa hai bạn. Có thể là tiếng sét ái tình với cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng đó chính là nửa kia của bạn, hoặc chỉ là sự thiện cảm, thân thuộc, quý mến nhau dù là người hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng có thể là cảm giác ghét cay ghét đắng dù chẳng có lý do, bởi rất có thể hai bạn đã từng là oan gia ngõ hẹp của nhau từ kiếp trước. Trong cuộc đời mỗi người cũng ít nhất một lần từng trải cảm xúc lạ lùng ấy khi gặp một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ giữa hai người có sự kết nối đặc biệt nào đó mà chúng ta không thể lý giải nổi. Có lẽ đó chính là vì nhân duyên tiền định, nhân sinh không thoát khỏi số kiếp luân hồi. Dấu hiệu thứ hai, cảm giác như đã từng quen biết trước đó. Vừa mới gặp người đó, bạn đã có cảm giác mãnh liệt đến khó tả, muốn hồi tưởng về quá khứ, dù không thể phân định rõ những điều đã xảy ra. Nó giống như một cảnh tượng gì đó, bỗng nhiên xuất hiện rất nhanh, nhưng rất đỗi thân quen, chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi. Không chỉ cảm xúc, những hình ảnh khó hiểu cũng có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ tiền kiếp. Đó là những mảnh ký ức còn sót lại, luôn đi theo bạn ở kiếp này. Dấu hiệu thứ ba, hai người gặp gỡ ngẫu nhiên hoặc trong những tình huống éo le như phim. Hai người trở thành vợ chồng, theo Phật gia giảng là do sự kết hợp giữa lời thề nguyện và nghiệp lực tạo thành, hành vi, việc làm tốt và xấu ở kiếp trước. Bởi vậy mà duyên gặp gỡ cũng là sự không thể cưỡng cầu, chẳng thể sắp đặt trước. Mối duyên tiền định sẽ xuất hiện vào những thời điểm không ngờ đến nhất, nhưng lại cũng là lúc thích hợp nhất, vừa vặn nhất. Dấu hiệu thứ tư, hai người có nhiều sở thích chung. Dù gặp nhau được chẳng bao lâu, nhưng hai người nhanh chóng bắt thân và gần gũi như những người bạn lâu năm nhờ có hàng loạt sở thích chung. Trò chuyện thân mật, gần gũi, giống như có sợi dây kết nối nào đó trong tư tưởng. Không cần nói, cũng thấu hiểu nhau, nghĩ gì, cần gì. Dấu hiệu thứ năm, vợ chồng hiểu nhau dù không cần nói. Khi nhìn vào mắt ai đó trong lần đầu gặp gỡ, bạn có một cảm giác thân quen khó tả, giống như nhìn thấu tâm can họ. Trái tim cũng rung động, không thể kiềm chế, thì đó cũng là dấu hiệu về một mối quan hệ trước đó rất lâu. Dấu hiệu thứ sáu, không cãi nhau trong nhiều tháng liền. Hai người tâm đầu ý hợp đến nỗi chẳng còn chuyện gì là không thấu hiểu lòng nhau, tin tưởng ở tình cảm của nhau và biết thông cảm với công việc của mỗi người. Để đạt được đến cấp độ này, vợ chồng ắt hẳn phải có duyên lành từ kiếp trước. Dân gian có câu, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Có nghĩa là chỉ cần ngồi chung trên một chiếc thuyền
thì đó đã là duyên rất lớn với nhau rồi. Nếu để có thể kết thành vợ chồng, thì giữa hai người thực phải có mối duyên vô cùng sâu đậm. Và trong những mối duyên này cũng có cả thiện duyên và ác duyên. Chúng ta có thể khái quát duyên vợ chồng được chia làm ba loại. Thứ nhất, mối nhân duyên người này có ơn với người kia. Con người trong những lần gặp nhau, nếu người này có ơn với người kia, khiến họ cảm động khôn nguôi và nguyện ý báo ân trả nợ, thì vào kiếp sau, một người sẽ là nam, còn người kia là nữ, bởi nguyện ước thiện lành trong quá khứ mà kết thành vợ chồng. Ví dụ, khi bạn rơi xuống nước, lúc đó không ai nguyện ý cứu bạn, nhưng lại có một người dũng cảm quên mình vì bạn. Mặc kệ có cứu sống hay không, bạn vẫn ghi lòng tạc dạ ân nghĩa này. Vì đền ân cứu mạng, bạn vào kiếp sau sẵn lòng làm thân trâu ngựa báo đáp. Loại tình huống này chính là duyên vợ chồng vì báo ân mà kết thành. Trong các loại duyên vợ chồng, loại duyên vợ chồng này có thể hạnh phúc mỹ mãn nhất, bởi vì sâu thẳm trong ý thức của một người tồn tại ý niệm dâng hiến một cách không oán, không hối, nên hai bên đều có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, loại vợ chồng này không bảo đảm là không cãi nhau hoặc không ly hôn. Nếu cá tính không hợp, thì vẫn sẽ có vấn đề ma sát khi sống chung. 2. Duyên do người này thiếu nợ người kia. Nếu như duyên vợ chồng kết thành từ việc người này thiếu nợ người kia, thì chúng ta có hai loại nợ nần được tính đến. Một là khoản nợ tiền tài, hai là khoản nợ tình cảm. Cũng có những khoản nợ khác, nhưng hai loại trên vẫn là chính yếu. Ví như, nếu kiếp trước bạn là đàn ông, bị một người con gái phụ bạc lừa gạt tình cảm, cảm thấy không cam lòng. Như vậy, kiếp sau, bạn sẽ còn gặp lại cô ấy. Khi cô gái này gặp được bạn, cô sẽ nắm chặt bạn, không bao giờ để bạn chạy trốn nữa. Đây chính là vợ chồng vì khoản nợ tình cảm mà kết thành. Một ví dụ khác như, khi nam nữ đang trong quá trình tìm hiểu, con trai lúc nào cũng là người chi trả mọi khoản. Nếu cô gái ham hưởng thụ điều này mà lại không thành tâm muốn kết giao, khi đã lợi dụng được một thời gian liền lạnh lùng rời đi, như vậy người con trai đương nhiên sẽ rất không cam tâm. Nếu là vậy, cô gái này trong kiếp sau sẽ còn gặp người con trai này. Cô gái khi đó cũng sẽ có tiền, nhưng rất nhiều tiền của cô đều bị anh ta tiêu hết, hoặc cuối cùng đều thuộc về anh ta. Trường hợp này là vợ chồng vì khoản nợ tiền tài mà kết thành. Dẫu đây là vì ác duyên mà kết thành vợ chồng, nhưng chỉ cần trong quá trình sống chung tại kiếp này, có thể làm việc chăm chỉ, không so đo với nhau khi ở chung, thì vẫn có cơ hội sống hạnh phúc. 3. Duyên do thiếu nợ lẫn nhau. Duyên thiếu nợ lẫn nhau này, tức là nợ qua nợ lại, nhưng là nợ tiền tài và tình cảm là phần nhiều. Nói cách khác, nếu đôi bên khi tìm hiểu đã nợ nhau các khoản tiền tài và tình cảm như trên, họ kiếp này gặp lại kết thành vợ chồng, vừa vặn dễ dàng giúp nhau trả nợ. Lúc này cũng có thể nói, vợ chồng kết thành chính là vì cân bằng nhân quả. Chính vì có nhân quả, nên quan hệ giữa con người với nhau liên tục được cân bằng, không tồn tại bất công. Vì vậy, bất kỳ ai khi đã nên duyên vợ chồng, cần phải quý trọng nhau mà chung sống, vì khoản nợ này sẽ còn thay đổi. Không được oán giận người kia, không được oán trời trách đất, vì oán thán sẽ khiến món nợ kia trả hoài không hết, hoặc món nợ đã mắc càng ngày càng nặng hơn. Trong loại duyên vợ chồng này, bởi vì hai bên đối với nhau đều đòi hỏi bên này phải trả nợ bên kia, nên thường xuất hiện tính toán và tranh chấp. Tuy nhiên, hai bên chỉ cần thay đổi suy nghĩ, dùng thái độ cam tâm tình nguyện mà đối đãi với người kia, như vậy khoản nợ này sẽ nhanh chóng được trả hết. Duyên vợ chồng, dù là thiện duyên hay ác duyên, thì cũng không thể chắc chắn là có được hạnh phúc hay không. Bất kể là duyên gì,
Nhưng cả hai bên phù hợp ba nhân tố quan trọng dưới đây cũng có thể hạnh phúc. Thứ nhất, hai bên cá tính tương hợp dung hòa. Thứ hai, hai bên đều kính trọng lẫn nhau. Thứ ba, hai bên đều là người có trách nhiệm. Khi chung sống ở kiếp này, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn cãi nhau là chuyện bình thường. Sau khi tranh cãi, luôn có khả năng dẫn đến mong muốn ly hôn. Nhưng một người chịu và một người lại không chịu, có nghĩa là khoản nợ nhau vẫn chưa dứt, mối nhân duyên vợ chồng này chưa thể kết thúc được. Còn nếu trong quá trình chung sống, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, chẳng ai còn luyến lưu ai, tức là ơn nợ giữa hai vợ chồng đã trả hết. Việc chia tay chính là biểu hiện rõ nhất cho chuyện duyên nợ vợ chồng đã kết thúc. Bất kể chia tay là ly hôn, đi xa, xuất gia hay tử vong, nếu lúc chia tay hai bên đều khó rời, khóc nức nở thì ơn vợ chồng vẫn còn chưa trả hết. Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Hãy thôi oán trách và đối xử tốt với nhau, hy sinh nhiều hơn để học cách yêu thương người bạn đời của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.